Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, một người đàn ông ở Pakistan đã gây chú ý trên các phương tiện truyền thông khi chào đón đứa con thứ 60 và vẫn tuyên bố muốn có thêm nhiều con với ba người vợ của mình. Thậm chí người này còn muốn lấy thêm vợ nữa. Câu chuyện người đàn ông được cho là bác sĩ này lần đầu tiên được mọi người biết đến vào hồi năm 2016. Thời điểm đó ông vừa chào đón đứa con thứ 35 và bày tỏ kế hoạch có ít nhất 100 đứa con. Nhiều người cho rằng với tốc độ như hiện tại thì nếu cưới thêm người vợ thứ tư, ước mơ bấy lâu này của Khilji có thể sẽ được hoàn thành. Theo trang Audit Center Anh, ông Sanda Jan Mohammad Khan Khilji sống tại thành phố Quetta, thủ phủ của bà Klochistan, Pakistan, có một gia đình rất đông con. Người đàn ông này có tới 3 người vợ và vừa chào đón đứa con thứ 60 là một bé trai mà ông đặt tên là Khusan. Đối với hầu hết mọi người, 60 người con có vẻ là quá nhiều, nhưng Sada nói rằng ông vẫn muốn lấy vợ mới và hy vọng sẽ đón thêm nhiều đứa trẻ trong những năm tới. Ông Kinji nói với BBC, đồng thời cho biết thêm rằng ông muốn sinh thêm con trai và con gái với tất cả người vợ của mình. Ông nói rằng, tôi đã nhờ tất cả bạn bè giúp tìm một cô gái để kết hôn lần thứ tư. Điều thú vị, ông Kinji từng đã gây sốt trên các trang báo quốc tế vào năm 2016. Ngay khi vừa chào đón đứa con thứ 35 của mình, khi đó ông đã công bố kế hoạch sinh ít nhất 100 người con và với mong muốn cưới thêm vợ, ông chắc hẳn sẽ đạt được mục tiêu của mình. Kinji tự nhận là bác sĩ, điều hành một phòng khám riêng không được cấp phép, ông thường điều trị cho những người mắc các bệnh nhẹ chẳng hạn đau đầu, ông cũng từng khoe về sự giàu có của mình và hãnh diện nói rằng có thể chăm sóc cả gia đình thế nhưng gần đây ông kinji thừa nhận rằng lạm phát đã ảnh hưởng đến tài chính của gia đình ông tuy nhiên người đàn ông này vẫn muốn gia đình mình có đông con hơn với một gia đình nhiều vợ đông con không khí có thể vui vẻ nhưng các khoản chi tiêu cũng khiến người đàn ông này đau đầu đặc biệt vấn đề này càng mệt mỏi trong bối cảnh lạm phát giá cả tăng cao việc nuôi một gia đình đông đúc gặp nhiều khó khăn nhưng bác sĩ jan mohammad khan kinji không hề nản lòng anh quyết tâm làm mọi việc để có đủ tiền trang trải các chi phí cho vợ con. Kinji cũng đã từng bày tỏ mong muốn đi du lịch cùng gia đình, tuy nhiên gia đình đông đúc trở thành rào cản. Nếu chính phủ cho tôi một chiếc xe buýt, tôi có thể dễ dàng đưa các con đi khắp Pakistan. Kinji nói về ước mơ đưa các con đi khắp đất nước. Được biết, ở Pakistan, đa thê dù bị hạn chế nhưng vẫn được xem là hợp pháp nhưng chỉ được tối đa 4 vợ. Dù vậy, câu chuyện ba vợ 60 con vẫn muốn kết hôn lần nữa của ông Sada vẫn vấp phải nhiều ý kiến tranh luận dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều người cho biết họ cảm tưởng Khinji chỉ sinh nhiều con để thỏa mãn số lượng con mình mong muốn, chứ thực sự không quan tâm các con đang sống ra sao. Bằng chứng là ông bố này không thể nhớ được hết tên tuổi của các con mình. Điều này thực sự vô cùng thiệt thòi cho những đứa trẻ sinh nhiều con nhưng lại không lo được chu đáo cho tất cả các con sẽ dễ dẫn đến nhiều hệ lụy về sau. Chính vì thế, việc ông bố này nhận phải nhiều phản ứng trái chiều cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, dù có tới 60 người con, nhưng gia đình ông Kenji vẫn ít người hơn so với Mzee Musa Hasahia, một nông dân người Ghana có gia đình đông bằng cả một ngôi làng với 12 vợ, 102 con và 568 người cháu. Ông Hasahia cho biết những người vợ của mình đã thực hiện biện pháp kế hoạch hóa để tránh làm gia đình đông thêm. Ông nói rằng sức khỏe tôi suy yếu và chỉ có 0,8 hectare đất cho một gia đình khổng lồ như thế. Hai người vợ đã bỏ đi vì tôi không thể lo cho họ những thứ cơ bản như ăn mặc và học hành. Tôi không mong có thêm con vì tôi đã học được từ hành vi vô trách nhiệm của mình khi sinh nhiều con đến mức lo không xuể. Các thành viên trong gia đình ông sống cùng nhau trong ngôi nhà tồi tàn xuống cấp và trong khoảng 20 túp lều gần đó. Ông kết hôn với người vợ đầu vào năm 1972 khi cả hai khoảng 17 tuổi và họ sinh đứa con đầu lòng là Sandra Nakwai một năm sau đó. Khi đó, ông là người buôn gia súc nên được nhiều người trong làng gả con gái, thậm chí có người vợ còn chưa đủ 18 tuổi. Tảo hôn bị cấm ở Uganda từ năm 1995, trong khi chế độ đa thê vẫn được cho phép theo một số truyền thống tôn giáo. 102 người con của ông Hasahia từ 10 đến 50 tuổi, trong khi người vợ trẻ nhất 35 tuổi. Ông cho biết mình chỉ nhớ tên con cả và con út, trong khi khó nhớ tên nhiều đứa khác nên phải ghi lại hoặc hỏi mẹ chúng. Thậm chí, ông còn không nhớ tên một số người vợ và phải nhờ đến con trai Saban Magino, một giáo viên tiểu học 30 tuổi và nằm trong số ít được học hành. Để giải quyết tranh chấp trong gia đình, ông tổ chức họp hàng tháng. Một quan chức địa phương cho biết làng Bugisa có khoảng 4.000 người và dù khó khăn, nhưng ông Hasahia vẫn nuôi nấng các con rất tốt nên không có chuyện trộm cắp hay đánh nhau. Dân làng chủ yếu trồng hoa màu quy mô nhỏ, nhiều thành viên gia đình ông Hasahia kiếm tiền hoặc thức ăn bằng cách giúp việc vặt cho hàng xóm hoặc lấy củi, nước. Khi được hỏi vì sao nhiều người vợ vẫn chưa rời bỏ mình, người đàn ông Uganda này nói rằng họ đều yêu tôi, bạn thấy họ đều hạnh phúc. Tương tự ở Việt Nam, một người đàn ông cũng được mệnh danh là người đàn ông nhiều vợ, nhiều con nhất Hà Nội. Đó là ông Dương Văn Chuốt ở xã Minh Chí, huyện Sóc Sơn, có tới 11 vợ và 30 người con cháu chắt thì không đếm xuể. Ông Chuốt nói bản thân ông có rất nhiều vợ, trải dọc khắp từ Bắc tới Nam. Khi bắt đầu một mối quan hệ với ai đó, đều là phía bên kia chủ động tấn công, chứ ông không phải là người đi tán tỉnh. Nói về lý do có nhiều vợ, ông Chuốt chia sẻ, gia đình ông xuất thân nông dân tại xã Minh Trí, từ bố mẹ cho đến 7 anh chị em, ai cũng chỉ một vợ một chồng, không hiểu sao cái số ông lại như vậy. Năm 18 tuổi, ông bắt đầu lập gia đình với người vợ đầu tiên là bà Dương Tê C, sinh năm 1950. Do vợ ông khi đó mới 17 tuổi nên cả hai chỉ làm đám cưới chứ không đăng ký kết hôn. Đến năm 1980, khi đã có với bà C năm mặt con thì ông Chuốt gặp người vợ thứ hai, quê Lý Nhân, Hà Nam, là một phụ nữ sinh năm 1960. Hai năm sau đó, năm 1982, ông Chuốt lại phải lòng người phụ nữ ở Quảng Ninh Người này sau đó sinh cho ông hai người con và hiện vẫn sinh sống ở quê ngoại. Ông Chuốt kể, do tính chất công việc, ông lang bạt vào tận miền Nam làm nghề cơ khí kiếm sống, rồi cũng kể từ đó ông tiếp tục có bà Tư, bà Năm, rồi lần lượt có tới 11 bà, trong đó có tới ba bà ở cùng xã Minh Trí. 30 người con của ông Chuốt, trong đó có một người con nuôi, nhiều người đã có gia đình riêng và sự nghiệp thành đạt một số còn nhỏ tuổi vẫn được ông đều đặn chu cấp tiền ăn học hàng tháng. Ông chuốt khoe, hàng năm vào các dịp lễ Tết, con cháu của ông khắp nơi đều ùa về nhà ông thăm hỏi, vui chơi. Do đông con, đông cháu nên ông chuốt làm hẳn một dãy nhà riêng, kê bàn ghế cho vợ con về có chỗ ăn uống. Nói về những người phụ nữ ông đã gắn bó, ông chuốt nói không trói buộc những người này phải ở với ông. Hàng tháng, bà nào cần tiền hay yêu cầu gì cứ gọi điện, ông sẽ chuyển khoản chu cấp. Tuy nhiên, chính quyền địa phương chỉ biết tại xã người đàn ông này có hai vợ, hiện ông Chuốt sống với người vợ thứ hai, người vợ đầu thì từ lâu đã không còn quan hệ đi lại với ông. Còn nhiều người dân sống gần nhà ông Chuốt đánh giá, nếu đúng có chuyện ông Chuốt ăn ở như vợ chồng với nhiều người phụ nữ rồi sinh con đẻ cái thì đó chỉ được gọi là những chuyện tình chắp vá, không thể gọi là vợ. Dù đã hơn 70 tuổi nhưng ông Chuốt có vẻ ngoài rất khỏe mạnh, minh mẫn, nhanh nhẹn hàng ngày ông vẫn đều đặn vào mạng đọc báo và cập nhật kiến thức mới. Trong chiếc túi màu đen hay mang bên mình, ông Chút luôn để chiếc máy tính bảng cùng hàng tá đồ công nghệ, cứ rảnh là ông lại mang ra để lướt thông tin trên mạng. Ngoài công việc chính là thợ cơ khí, người đàn ông này còn làm ruộng và xoay sở đủ nghề để sinh sống. Ngoài ra ông Chuốt còn cho biết, thời gian qua cứ có ai gặp khó khăn trong việc kiện tụng, cần trợ giúp pháp lý là ông tình nguyện làm đơn khiếu nại hộ hoặc ai tranh chấp ông lại đứng ra hòa giải, làm quan tòa bất đắc dĩ. Cũng chính vì cái sở thích ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng nên ở trong thôn ông chuốt cũng không được nhiều người ưa cho lắm, ấy là theo lời ông nói. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.